Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 26 tháng 12 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ, điều này mang tới cho bạn tuổi Tý một ngày thong dong nhẹ nhàng, làm gì cũng tốt đẹp nhờ được quý nhân nâng đỡ. Đối phương không những đưa ra lời khuyên chính xác để bạn tìm được đường đi nước bước phù hợp mà còn trợ lực rất nhiều nên bạn gần như chẳng cần động tay động chân quá nhiều. Lại thêm ngày này với bạn tuổi tí đang có chính ấn chiếu mệnh soi đường dẫn lối. Dù là ngày chủ nhật nhưng với bạn rất có thể sẽ nhận được sự khen thưởng, cả sự công nhận và tôn trọng của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thành quả bạn có được sau những nỗ lực trong công việc. Hãy cố gắng phát huy năng lực nhiều hơn nữa nhé trong ngày cũng đang gặp được ngày có kim sinh thủy còn cho thấy với bạn tuổi tý đang rất có lợi cho đường tình duyên ngày hôm nay chuyện tình cảm lứa đôi duy trì ở mức hài hòa dẫu rằng vẫn có những lúc đôi co mâu thuẫn nhưng tất cả đều tan biến nhanh không khí gia đình an yên đầm ấm tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự trái ý thêm một chuyện không hay bằng bớt đi một chuyện nên nhẫn nhịn nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp tu bổ chỉnh đốn lại các công việc cũ đi xa di chuyển không tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đề phòng sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn định kỳ tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui nếu là công việc thì không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro hoặc bị chơi xấu tranh cãi có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ mọi việc không nên xem thường tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn trái ngược đề phòng sức khỏe không tốt không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro hoặc bị chơi xấu tranh cãi có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi di chuyển có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui tử vi tuổi sửu trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu đang gặp ngày có thương quan xuất hiện điều này có thể khiến cho bạn tuổi sửu dễ trở nên nóng giận và thiếu kiên nhẫn đó là nguyên nhân đẩy bạn vào rắc rối trong ngày hôm nay thay vì mất bình tĩnh hãy kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình nếu bạn muốn các tranh chấp và xung đột này lắng xuống với bạn tuổi sửu tâm trạng thất thường cũng khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm vì thế, trong những ngày này bạn nên nhớ là tránh những khoản đầu tư rủi ro, cho dù bạn tin rằng những khoản rủi ro cao thường mang đến lợi nhuận nhiều nhưng chúng chưa thực sự phù hợp cho ngày hôm nay. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy, trong ngày đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, con đường tình duyên của bạn có những dấu hiệu khởi sắc, đào hoa nở rộ rực rỡ. Người độc thân nên mở lòng mình ra hơn, đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính bản thân mình, bạn sẽ thấy đời nhẹ nhàng hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim ngày có nhiều sự việc xảy đến tốt xấu lẫn lộn nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi giao thiệp không nên để người khác xen vào chuyện của mình hãy tự mình giải quyết tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở khó khăn nên ngồi yên vì mọi sự xoay sở đều khó có kết quả nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay mọi việc chưa đến lúc kết thúc đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp, không nên ở lâu. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Ngày có nhiều sự việc xảy đến, tốt xấu lẫn lộn. Nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh, dễ gặp sự phá ngang, bỏ dở, hoặc do tiếp khách, có tin khác. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở khó khăn cần phải có sự khéo léo mới có kết quả nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay mọi việc chưa đến lúc kết thúc đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm tài lộc dễ hao tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự việc xảy đến tốt xấu lẫn lộn nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh dễ gặp sự phá ngang bỏ dở hoặc do tiếp khách có tin khác nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi giao thiệp không nên ở lâu nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình hãy tự mình giải quyết tử vi tuổi dần với bạn tuổi dần bước sang ngày chủ nhật này đang gặp ngày có cục diện ngủ hành thân dần tương xung cảnh báo với những vết dạn nứt trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng cả bạn và người ấy đang có điểm báo chuyện bé xé ra to vốn chỉ là những việc chẳng đáng kể gì nhưng cả hai lại không giữ được bình tĩnh khiến sự tình bị đẩy đi quá xa gây tổn thương cho đối phương hôm nay nhờ có được thiên ấn trợ mệnh dù công việc của bạn tuổi dần không mấy suôn sẻ nhưng với bạn vẫn tìm được cách để thoát khỏi thế cục khó khăn và có được thành quả đáng tự hào những ai làm nghề tự do lại càng được dịp tìm kiếm cơ hội thành công xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 23 tháng 11 âm lịch, trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông, phía trong phòng thai phụ, giường ngủ và nhà bếp. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc chờ đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tâm tình bất an đi xa di chuyển bất lợi tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ thay đổi công việc di chuyển dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến ngày có khách đến hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc trung bình có tin vui ở xa tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang làm lại nên nhẫn nại có tài lộc nhỏ hoặc cầm tiền đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao hạp nghề nha khoa cơ khí máy móc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng dù công việc có gấp gáp hoặc thuận lợi đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tâm tình bất an, đi xa, di chuyển gặp trở ngại chút ít. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang phải làm lại. Nên nhẫn nại, có tài lộc nhỏ, hoặc cầm tiền, đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao. Hạp nghề nha khoa, cơ khí, máy móc. Tử vi tuổi mão, Bước sang ngày chủ nhật này, chính ấn trợ mệnh, giúp cho vận trình của bạn tuổi mão gặp nhiều may mắn trong công việc, dù là ngày nghỉ nhưng bạn được cấp trên giao cho những việc đúng sở trường của mình. Nếu vượt qua thử thách lần này, cơ hội thăng quan tiến chức đã nằm ngay trong bàn tay bạn. Dù sao bạn cũng đã có nhiều cố gắng và đóng góp trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có một kim xung khắc, điều này khiến cho vận trình tình cảm của bạn có chút trục trặc. Nguyên nhân chính vẫn là do cả hai bạn quá tất bật với công việc cũng như theo đuổi niềm đam mê riêng cả hai nên bớt chút thời gian quan tâm tới đối phương để kéo gần khoảng cách, xóa nhòa mâu thuẫn. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 23 tháng 11 âm lịch, theo hải thượng lãn ông, nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Ngày này cũng là ngày nguyệt kỵ nên với bạn tuổi mão không nên thực hiện những công việc trọng đại như cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, hay là xuất hành đi xa, hay ký kết những hợp đồng quan trọng để tránh những rủi ro không đáng có xảy ra với mình tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy trong ngày có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý mọi việc vẫn còn chậm chạp nên thay đổi ý định trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hao tài Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Nên ngồi yên khi mọi việc đến với mình ở trong tình thế khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Không nên hấp tấp trong công việc sẽ bị hư hại sai sót trách oán. Chỉ nên xem xét lại vấn đề từ ngọn ngành, chớ làm càn, mọi việc mong cầu về tiền bạc còn chậm chưa có kết quả. Ngày rất dễ gặp rủi ro, đứng giữa ngã ba đường. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý, hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui, trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở, bị hàm oan, hiểu lầm. Có tin tức không tốt cho những chuyện đã chủ tính trong quá khứ. Mọi việc không nên nóng nảy hay vội vàng quyết định, hãy chờ đợi vào một ngày khác và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại. Có tin tức ở xa của người thân nhưng không hài lòng. Tài Lộc Trung Bình. tử vi tuổi thìn với bạn tuổi thìn bước sang ngày chủ nhật này đang gặp được ngày có cục diện tam hợp nâng đỡ một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi thìn sớm được hóa giải nhờ vậy mà môi trường làm việc trở nên hòa hợp và thoải mái hơn đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ lại thêm ngày này gặp được thực thần chiếu mệnh điều này còn cho thấy với bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc bạn cứ ngỡ kế hoạch đầu tư lần này không đem lại kết quả khả quan cho lắm và mình sẽ mất không một khoản tiền lớn chẳng còn cách nào có thể cứu vãn nhưng tới phút cuối tình thế xoay chuyển bạn chẳng những không mất gì mà còn mang về tiền bạc đầy túi và ngày chủ nhật này xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho bạn đón nhiều tin vui về tình cảm vợ chồng dù có tranh cãi cũng dễ dàng làm lành bản mệnh có phạm sai lầm cũng được nửa kia tha thứ nhìn chung gia đình hài hòa vợ chồng hòa hợp hạnh phúc luôn đong đầy Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày xấu, nếu có tài lộc cũng phải khó khăn, chắc trở, hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết, định kỳ. Có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tăng tóc, tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc, cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết, hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Làm gì cũng nên để mình bị ràng buộc, hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời. Nên cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Có tin xa nhưng cũng không tốt. Tính toán nhiều quá dễ hao tài lộc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày xấu có quá nhiều chuyện phải lo âu tâm tình bất an cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật hoặc gặp rủi ro buồn phiền tăng tóc tai nạn đau ốm mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên tránh mọi chuyện tranh cãi hoặc đương đầu sẽ không có lợi sự việc không phải là đơn giản không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ đang gặp được lục hợp nâng đỡ, giúp cho vận trình của bạn tuổi Tỵ trong hôm nay có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi với những kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm và chắc là điều mà những chú rắn đã lên kế hoạch trước cho mình. Trong ngày cũng có tỷ kiên chiếu mệnh, cho thấy bản mệnh đã biết chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội để thành công hơn trong công việc. Biết mình biết ta, con giáp này không để mình chờ đợi khi mà xung quanh có biết bao nhiêu cơ hội. Tuy nhiên ngày chủ nhật này, bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc, điều này làm cho bạn có thể sẽ gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Vợ chồng ở bên nhau mà không hiểu được suy nghĩ của nhau. Những khác biệt quá lớn khiến cho đôi bên dần xa cách, tình cảm cũng phai phôi. Bản mệnh cần phải tìm cách để vun đắp tình cảm trước khi có kẻ thứ ba chen vào quan hệ hai người. Tử Vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Còn đám mây mù che khuất mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn, nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử Vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim. Còn đám mây mù che khuất mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa tài lộc vào nhanh ra nhanh nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi ngọ Xem tử vi chỉ ra rằng, kiếp tài chiếu mệnh làm cho vận trình tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này đang có điểm báo nguy cơ mất tiền, hao của là rất lớn. Bạn tuổi Ngọ nên cẩn thận hơn trong những vấn đề về tài chính, đừng nên vội vã làm những chuyện mình chưa thực sự hiểu và nắm chắc phần thắng trong tay. Đồng tiền mồ hôi nước mắt không dễ dàng có được, đừng nóng vội đầu tư mạo hiểm mà mất trắng tay. Trong ngày cũng gặp ngũ hành xung khắc, khiến cho chuyện tình cảm của bạn cũng không được như ý. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng bạn đã bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều vì những lời đối phương nói ra. Một khi chịu sự tổn thương sâu sắc tình cảm chẳng thể mặn nồng như thuở ban đầu được nữa. Và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân chưa có nhiều cơ hội để cải thiện tình trạng FA của mình. Dù đã có người trong lòng nhưng bạn chưa tìm ra cách để rút ngắn khoảng cách với đối phương, tình cảm đè nén vô cùng khó chịu nhưng cũng không có cách nào khác. Tử Vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả và cũng không để chuyện tình cảm gặp gỡ xen lấn không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin buồn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự ra đi di chuyển nhưng cũng có tin buồn về chuyện này mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan ngày có nhiều áp lực trở lực tránh mọi sự thị phi tranh cãi cầu tài lộc bất lợi dễ hao tán tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn, có trở ngại, rắc rối. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, không nên tính toán mưu sự công việc lớn lao hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan. Sự mong cầu về tin tức không có, ngày có nhiều áp lực trở lực, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi, tình cảm không tốt mong cầu về tài lộc cũng bất lợi dễ hao tán tử vi tuổi mùi vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này thầy tử vi chỉ ra rằng thương quan chiếu mệnh cho thấy công việc của bản mệnh đang có những nút thắt khó gỡ bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức vào đó mà chưa chắc đã tìm được lối thoát cho mình đây là khoảng thời gian bạn vô cùng mệt mỏi và kiệt sức và với bạn tuổi mùi trong ngày này lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng nâng đỡ rất nhiều cho con đường tình duyên của bạn đào hoa khởi sắc đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau ngày đông giá lạnh quả đúng là lúc mà người ta xích lại gần nhau hơn Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 23 tháng 11 âm lịch là ngày nguyệt kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiện nữa là đi buôn, vì vậy với bạn tuổi mùi không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày như cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, hay xuất hành đi xa, hay ký kết những hợp đồng quan trọng để tránh những rủi ro xảy ra với mình. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong phòng thai phụ, giường ngủ và nhà bếp. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử Vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim. Có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử Vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác. Tài lộc trung bình, sự mong cầu về tin tức còn chậm, hao tốn về chuyện giao thiệp gặp gỡ, những chuyện định kỳ. Tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa. Ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại, nhưng nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn ký nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử Vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác. Tài Lộc Trung Bình, cầu về tin tức còn chậm. Tử Vi tuổi Thân Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân, thầy tử vi chỉ ra rằng thiên tài trợ mệnh là các thần che chở cho đường tài lộc của bạn ngày hôm nay. Và với bạn tuổi thân dựa vào nghề tay trái của mình cũng có thể tăng thêm thu nhập cho bản thân mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa. Ngoài ra tiền bạc kiếm được trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Đừng tùy tiện làm mọi thứ theo ý thích để rồi đến lúc tiền bạc cạn kiệt phải đi vay mượn khắp nơi. Trong ngày này lại đang gặp ngày có kim khí vượng, bản mệnh tuổi thân còn phải đề phòng những nguy cơ tổn thương, tai nạn, hỏa huyết quang do kim loại gây ra. Chú ý điều khiển phương tiện giao thông an toàn, giữ khoảng cách phù hợp khi lưu thông, không đến những nơi nguy hiểm, khi thực hiện những công việc nguy hiểm cần phải đeo bảo hộ lao động đầy đủ để hạn chế rủi ro xảy ra với mình. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của buồn mạng, tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Ngày có nhiều việc thay đổi, đột biến bất ngờ. Việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô sát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tài lộc kém. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Ngày có nhiều việc thay đổi, đột biến bất ngờ. Việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Việc đi lại, vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin tức ở xa, tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Sự việc sẽ càng thêm rối rắm và xung đột lẫn nhau. Tránh mọi sự cãi cọ, xô sát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi tình cảm với người khác. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tình cảm không tốt, tài lộc kém. Tử vi tuổi dậu bước sang ngày chủ nhật này xem tử vi cho thấy vận trình của bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có chính tài tụ khí mang đến cho bạn tuổi dậu có được nhiều sự may mắn trên phương diện tài lộc nhờ thế mà bạn tuổi dậu không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc tuy nhiên tiền bạc dồi dào cũng không có nghĩa là được quyền tiêu xài hoang phí kẻo có bao nhiêu cũng sẽ cạn kiệt nhanh chóng thời điểm này với bạn tuổi dậu có thể bạn sẽ được mời gọi rủ dê tham gia đầu tư hoặc kinh doanh dù có vẻ như lợi thế đang rất lớn nhưng trước khi tham gia hãy cân nhắc xem đó có phải lĩnh vực bạn có hiểu biết và đáng để mạo hiểm không dù sao phải luôn đảm bảo rằng số tiền mang đi đầu tư không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn bên cạnh đó trong ngày cũng đang gặp ngày có hòa kim xung khắc điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn không được suôn sẻ như ý muốn nếu là người đã có gia đình có thể bạn đang ép buộc đối phương sống với đúng khuôn mẫu của mình điều này vô tình sẽ khiến cuộc sống vợ chồng tồn tại nhiều khúc mắc căng thẳng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng có tin về sức khỏe tình cảm nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình tài lộc trung bình ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc hiểu lầm tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng có tin về sức khỏe tình cảm nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình tài lộc trung bình chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc hiểu lầm tử vi tuổi tuất ngày chủ nhật này vận trình của bạn tuổi tất nhờ có sự tác động của thực thần chiếu mệnh làm cho con đường tài lộc của bạn đang vô cùng khởi sắc nếu như bạn đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay dễ được quý nhân nâng đỡ buôn bán thuận lợi tài lộc dồi dào tuy nhiên với bạn tuổi tất ngày này cũng cần sắp công việc và dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn đừng dồn quá nhiều công sức và thời gian vào việc kiếm tiền mà quên mất mình còn có những người thân thiết yêu thương cần quan tâm ngũ hành tương sinh điều này còn mang đến cho bạn tuổi tuất có một ngày gia đình êm ấm vợ chồng con cái hòa hợp hạnh phúc nhẹ nhàng vậy thôi nhưng đủ để bạn thấy thỏa mãn với những gì mình đang có và sẽ làm mọi cách để bảo vệ điểm tựa tinh thần vững chãi này tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày không tốt mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren lo âu từ công việc cho đến tình cảm sức khỏe gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày không tốt mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi Ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren, lo âu từ công việc cho đến tình cảm, sức khỏe. Gia đạo bất an, mọi việc đều chưa kết thúc. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài, tai nạn, có chuyện buồn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi hợi Bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện thân hợi tương hại, điều này gây nên không ít sóng gió và thử thách cho chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Những cuộc tranh cãi liên miên với nửa kia khiến bạn vô cùng mệt mỏi và đôi lúc còn có ý nghĩ buông xuôi. Đôi bên rằng xé khiến cho bạn tuổi hợi không biết phải làm sao. Trong ngày này, đối với những người độc thân buồn tuổi khi mà tình cảm của mình chẳng được người ấy nhận ra, bạn cứ lặng lẽ đi theo sau người ấy mong chờ một lần người ấy quay đầu nhìn lại mà dường như mong ước ấy quá xa xôi lại thêm trong ngày đang có thiên quan xuất hiện còn tăng thêm xui xẻo trong vận trình ngày hôm nay của bạn khi công việc của bạn bị tiểu nhân quấy phá trong tất cả những quyết định của bạn ngày hôm nay đều nên tham khảo ý kiến từ nhiều phía tìm hiểu thông tin đa chiều làm việc cẩn trọng và không nên tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa sự mong cầu về công việc tiền bạc tin tức tình cảm không nên nóng nảy có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả ngày nên tiến hành giải quyết công việc không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt truyền tình cảm nên cẩn trọng về lời nói, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Hao tài về giao thiệp, giải trí, vui chơi. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Truyền tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành công việc. Không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử Vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.